chỉ với một lần tiêm. Thuốc tránh thai nam giới hiệu quả đến 98%. Loại thuốc này được cho là sẽ làm thay đổi cuộc sống của 225 triệu phụ nữ ở các nước đang phát triển. Thị trường ngừa thai đang phát triển rất nhanh. Trên thực tế, một cuộc điều tra vào năm 2015 của 9 quốc gia đo được tổng doanh thu các biện pháp tránh thai vào khoảng 19 tỷ đô la, với mức tăng trưởng dự kiến là 6% trong vài năm tới. Qua phân tích, các biện pháp tránh thai theo tiêu chí thoải mái, chi phí và giới tính, chẳng khó để nhận ra, các sản phẩm tránh thai phần nhiều dành cho nữ, còn chủng loại các biện pháp tránh thai cho nam khiêm tốn hơn. Cũng theo nghiên cứu, 52% doanh thu bán dụng cụ tránh thai, trừ thuốc viên, đến từ việc sử dụng bao cao su, phần còn lại đến từ các biện pháp tránh thai áp dụng cho nữ. Đặc biệt, ở nhiều nước phát triển, phụ nữ là người chủ yếu sử dụng các biện pháp tránh thai. Số liệu cho thấy, 60% phụ nữ sử dụng thuốc ngừa thai uống, và chỉ 8% nam giới dùng bao cao su khi quan hệ. Dù phái nữ phải chịu đựng những phản ứng phụ như buồn nôn, tăng cân và thay đổi tâm trạng, nhưng mô hình này có thể sẽ thay đổi nhờ loại thuốc tránh thai cho nam giới nhanh, an toàn, giá rẻ và hiệu quả. Thuốc do Sujoy Guha, một kỹ sư y sinh học 76 tuổi, đến từ công ty Ấn Độ, làm ra. Sau 30 năm nghiên cứu, Wuha đã phát triển phương pháp tránh thai cho na, hiệu quả tương đương như bao cao su với chỉ cần một lần tiêm. Mũi tiêm ngừa thai có chứa một ion belimetic điện dương, được tiêm vào các mạch trong bìu chứa tinh trùng tích điện âm. Cực dương này hoạt động như một bộ đệm cản trở các thành phần của tinh trùng, làm cho các tế bào sinh sản vô sinh. Phương pháp này cũng có thể đảo ngược. Một mũi tiêm thứ hai sẽ nhắm vào polymer đã được tiêm, sẽ phá vỡ ion và cho phép tinh trùng tiếp tục thực hiện sứ mệnh ban đầu của nó. Quỹ 3C Mood, một tổ chức phi lợi nhuận ở Hoa Kỳ, đã cấp cho Wuha giấy phép sử dụng chu trình này ở các thị trường ngoài Ấn Độ với cái tên Vasalio. Khi thử nghiệm thuốc trên khỉ trong thời gian 2 năm, Vasalio đã chứng tỏ là một biện pháp tránh thai hiệu quả, và bây giờ nó đang ở giai đoạn cuối các thử nghiệm lâm sàng trên người. Sau khi phân tích dữ liệu từ 282 tình nguyện viên, người ta thấy hiệu quả tránh thai đạt 98%. Do vậy, thuốc sẽ bước vào thị trường Ấn Độ trong vòng 2 năm tới. Sự tiến bộ này có thể làm thay đổi cuộc sống của 225 triệu phụ nữ ở các nước đang phát triển, những người gặp khó khăn trong sử dụng các biện pháp tránh thai khác.